Today we learn Unit 6, The Environment. Read. We have some new vocabulary to learn. Stream, hatch, treasure, form, jungle. Folk. Cover. Go on. Go on means continue. End up. Now, let's listen to the conversation between a woman and a son. Five. Talking about read pages 51. Read this poem about the environment. Mommy, oh mommy. Mommy, oh mommy, what's going to happen goes on. Well, the world will end up like a second-hand junkyard with all of its treasures quite gone. The fields will be littered with plastics and tins. The streams will be covered with foam. Now throw those soda bottles over the hedge. Save us from taking them home. But mommy, oh mommy, if I throw the bottles, won't that be polluting the wood? Nonsense! That isn't the same thing at all. You just keep quiet and be good. If you're going to start getting silly ideas, I'll take you home right away. Because pollution is something that other folk do. We're just enjoying our day. 5. Read pages 51. Read this poem about the environment. Mommy, oh mommy. Mommy, oh mommy, what's going to happen if all the pollution goes on? Well, the world will end up like a second-hand junkyard with all of its treasures quite gone. The fields will be littered with plastics and tins. The streams will be covered with foam. Now throw those soda bottles over the hedge. Save us from taking them home. But mommy, oh mommy, if I throw the bottles, won't that be polluting the wood? Nonsense! That isn't the same thing at all. You just keep quiet and be good. Good. If you're going to start getting silly ideas, I'll take you home right away. Because pollution is something that other folk do. We're just enjoying our day. Now, let's do task A. Match a word in A to an appropriate explanation in B. One. A piece of land full of rubbish. Một mảnh đất đầy những rác rưởi. Two. Reach a state of. Dẫn đến một tình trạng. Three. Valuables or precious things, những thứ rất là có giá trị hoặc là quý giá. 4. Mass of bubbles of air or gas, một đám những cái bọt của khí. 5. A flow of water, một dòng nước. 6. A row of things forming a fence, một dãy những cái thứ nó thiết lập lên một cái hàng rào. 7. People.
We have some structures to learn. 1. Conditional sentence type 1. Câu điều kiện loại 1 là điều kiện có thể thực hiện hoặc có thể xảy ra trong hiện tại hoặc tương lai. If the pollution goes on, the world will end up like a second-hand jungle. Nếu sự ô nhiễm tiếp diễn, thế giới sẽ như một bãi phế liệu. Ta thấy vế đi với if, động từ ở hiện tại đơn, goes on. Vế còn lại là mệnh đề chính, dùng will và bare infinitive. Có thể đảo vị trí của mệnh đề if và mệnh đề chính. We'll have a picnic if it doesn't rain. Chúng tôi sẽ đi dã ngoại nếu trời không mưa. Trong mệnh đề chính, main clause, ngoài will ra, chúng ta còn có thể sử dụng các modal verb khác như can, may, had to. Nếu mệnh đề if ở đầu câu, giữa hai mệnh đề có dấu phẩy. Two, adverb clause of reason. Mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do. Mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do là mệnh đề phụ, thường bắt đầu bằng các liên từ because, since, as, bởi vì. We decided to go camping because, since, as, the weather was fine. Chúng tôi đã quyết định đi cắm trại bởi vì thời tiết thì đẹp. Because, since, as, the weather was fine là mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do. Cũng có thể đưa mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do ra đầu câu. Giữa hai mệnh đề có dấu phẩy. Because, since, as she studied hard, she passed her exam. Bởi vì cô ấy học chăm chỉ, cô ấy đã thi đậu. Practice. Choose the best answer. 1. Our flight was delayed because the frost was heavy. Chuyến bay của chúng tôi đã bị hoãn lại bởi vì trời nhiều sương mù. Dùng because of trong câu này không phù hợp. Vì sao because of là noun, noun phrase hoặc gerund danh động từ. Dùng because là bởi vì sao because có mệnh đề the frost was heavy. 2. The world was covered with posters advertising a few films. Ta thấy có be covered with có nghĩa là được bị che phủ bởi. The world was covered with. Bức tường đã bị che phủ bởi những tấm biển quảng cáo một vài bộ phim. 3. If you park your cars in wrong places, you will have to get a ticket. Nếu bạn đậu xe không đúng nơi quy định, bạn sẽ bị phạt. Đây là mệnh đề if. Ta thấy mệnh đề chính có will. Như vậy, mệnh đề if sẽ dùng động từ ở hiện tại đơn park. 4. Because of the heavy rain, we can't go out. Bởi vì cơn mưa to, chúng tôi không thể đi ra ngoài. Dùng because of trong câu này, vì sao because of, ta thấy có noun phrase, the heavy rain. 5. We should stay home these days, since it helps prevent the spread of coronavirus disease. Chúng ta nên ở nhà trong những ngày này bởi vì điều này giúp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh coronavirus.
dùng are, unless và but thì không phù hợp. Trong đó, unless có nghĩa là if not. Six, unless you understand, I will explain it again to you. Nếu bạn không hiểu, tôi sẽ giải thích nó lần nữa cho bạn. Đây là câu điều kiện loại 1. Unless là if not. Dùng will ở mệnh đề chính là phù hợp. 7. If they are students, they must wear uniform. Nếu họ là những học sinh, họ phải mặc đồng phục. Đây là câu điều kiện loại 1. Và mệnh đề if chia hiện tại đơn are. Mệnh đề chính có modal verb must đi với bare infinitive. 8. You damage your health unless you stop smoking. Bạn sẽ làm hại đến sức khỏe của bạn nếu bạn không ngừng hút thuốc. Câu này là câu điều kiện loại 1. Nếu ta dùng if thì không phù hợp với ý nghĩa. Dùng and và but thì không đúng. Now, let's read the poem silently. B. True or false? 1. If the pollution goes on, the world will end up like a second-hand junkyard. The answer is true. Ta thấy dòng thứ 2 và 3 của bài thơ có yếu tố này. 2. The mother thinks her son pollutes the environment. The answer is false. Trong bài thơ ở dòng 15 có câu because pollution is something that other frogs do. Người mẹ nghĩ rằng cái sự ô nhiễm là điều gì đó mà người khác làm, chứ không phải con của bà. 3. The boy will not be taken home right away by his mother if he keeps on asking such questions. The answer is false. Ở dòng 13 và 14 ta thấy có câu if you are going to start getting silly ideas, I take you home right away. Đứa bé sẽ bị mẹ nó đưa về nhà ngay lập tức nếu nó tiếp tục hỏi những câu hỏi như thế. Như vậy, trong đây phải là the boy will be taken home right away, chứ không phải the boy will not be taken home right away. 4. The poet wants us to learn that everyone is responsible for keeping the environment from pollution. The answer is true. Phần này ta không thấy nói rõ trong bài thơ, tuy nhiên đọc hết bài thì ta nhận thấy rằng the poet, tức là nhà thơ, muốn chúng ta biết được rằng mọi người thì phải chịu trách nhiệm cho cái việc giữ cho môi trường không bị ô nhiễm. C. Answer the questions. 1. According to the mother, what will happen if the pollution goes on? The answer is according to the mother, the world will end up like a second-hand junkyard if the pollution goes on. Two, who does the mother think to pollute the environment? The answer is, the mother thinks other frogs pollute the environment, but not her or her son.
3. What will happen to the boy if he keeps on asking his mother such questions? The answer is, if the boy keeps on asking his mother such questions, she will take him home right away. Four. Do you think the boy's question lines 9 and 10 is silly? Why or why not? Câu hỏi của cậu bé là But mummies are mummies. If I throw the bottle, won't that be polluting the goods? Do đó, câu trả lời sẽ là The answer is No, because he is right. If he throws the bottle, that will be polluting the world. Fine. What does the poet want us to learn about keeping the environment unpolluted? The answer is, the poet wants us to learn that everyone is responsible for keeping the environment from pollution. Six. What could you do in your school house to minimize pollution? We have many ways to answer the question. Câu này ta có nhiều cách để trả lời. And this is a suggested answer. Và đây là một câu trả lời gợi ý. In our school, our house, we could do something to minimize pollution by putting trash bin around the school yard, picking up garbage and putting it into a trash bin. This is the end of the lesson. Goodbye, class.